thành phố Hồ Chí Minh nguyên phó chánh án quận 4 Nguyễn Hải Nam và giảng viên trường kiểm sát Lâm Hoàng Tùng, dùng quyền im lặng khi bị điều tra về cáo buộc chiếm nhà ở quận 1. Ngày 27 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hải Nam, 46 tuổi và Lâm Hoàng Tùng, 29 tuổi, về hành vi xâm phạm chỗ ở của người khác theo khoản 2 điều 158 Bộ luật Hình sự 2015, mức án cao nhất 5 năm tù. Động thái này được đưa ra sau hơn 4 tháng hai bị can bị bắt giam. Quá trình điều tra, Lâm Hoàng Tùng và Nguyễn Hải Nam giữ quyền im lặng, không khai báo thành khẩn về các tình tiết có liên quan. Kết luận nêu, liên quan vụ án, Nguyễn Thị Hương Tâm được xác định có cùng hành vi với Nam và Tùng, nhưng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang xác minh, xử lý sau. Ông Nguyễn Hải Nam lúc bị bắt, ảnh Quốc Thắng. Theo điều tra ban đầu, chiều 19 tháng 9, Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Thị Hương Tâm cùng hơn chục người mặc đồng phục công ty bảo vệ, nhân viên văn phòng Thừa Phát lại đến nhà bà Hoàng Thị Thu Thảo, 36 tuổi ở số 29 Nguyễn Bỉnh Kim, quận 1. Họ nói đến để phong tỏa tài sản và niêm phong tất cả đồ đạc. Người nhà bà Thảo phản ứng nhưng Nam, Tùng và Tâm mỗi người bế một đứa con của bà Thảo, từ 3 tháng đến 3 tuổi đưa lên taxi. Bị ngăn cản, ba người này để các bé vào nôi trước cửa nhà rồi bỏ đi. Nhóm bảo vệ đóng cửa nhà, chiếm đóng bên trong không cho bất kỳ người nhà bà Thảo vào. Tùng khai, hùn tiền mua nhà 29 Nguyễn Bỉnh Kim với bà Hoàng Trọng Anh Chi và để bà này đứng tên. Tháng 10 năm 2017, bà Chi làm hợp đồng bán cho chị Thảo. Khi xây nhà, chị Thảo làm sai giấy phép nên bà Chi đứng tên nhà, bị thanh tra sở xây dựng xử phạt, đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục. Do Thảo không hợp tác, Chi không thể làm hoàn công, không thể tiếp tục hợp đồng sang tên, lấy tiền của Thảo. Bà Chi ủy quyền cho Tùng giải quyết tranh chấp liên quan căn nhà. Tùng nhiều lần đề nghị chị Thảo khắc phục công trình sai phạm, hoặc giao lại để anh ta làm nhưng không được chấp thuận. Do đó, Tùng gửi thông báo ngày 19 tháng 9 sẽ đến lấy lại căn nhà để tự khắc phục sai phạm, thuê công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Thành Hồ, huyện Bình Chánh và văn phòng Thừa Phát lại quận 1 đến lập vi bằng lấy lại căn nhà. Lúc đó cửa mở, Tùng vào trong nói người nhà chị Thảo là nhà này của tôi, mọi người nên tự nguyện ra ngoài. Do những người phụ nữ để ba đứa trẻ lại nên Tùng, Nam và người của văn phòng Thừa Phát lại phải bế các cháu đưa lên taxi để giao cho chị Thảo. Lâm Hoàng Tùng bị bắt, ảnh Hữu Khoa. Còn ông Nam cho rằng gia đình đang xây nhà nên thuê một phòng tại số 29 Nguyễn Bỉnh Kim của Tùng để ở. Phó chánh án quận 4 không biết căn nhà này có tranh chấp, nhưng biết chị Thảo đang quản lý, sử dụng. Qua giám định các tin nhắn, hình ảnh, cảnh sát xác định ông Tùng và Nam có liên lạc với nhau. Thời gian nhóm bảo vệ cho Tùng thuê chiếm đóng căn nhà, nhiều hạng mục bị đập phá, tài sản của chị Thảo bị mất. Do đó chị này yêu cầu bồi thường hơn 3,5 tỷ đồng, bao gồm hơn 500 triệu đồng sửa chữa, 180 triệu tiền mặt bị mất, bông tai trị giá 130 triệu đồng, quần áo, giày dép 400 triệu đồng, 8 chiếc đồng hồ trị giá 2,5 tỷ đồng. Tội xâm phạm chỗ ở của người khác. 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây xâm phạm chỗ ở của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm, khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, gây sức ép về tinh thần hoặc thủ đoạn trái pháp luật khác buộc. Người khác phải rời khỏi chỗ ở hợp pháp của họ, dùng mọi thủ đoạn trái pháp luật nhằm chiếm, giữ chỗ ở hoặc cản trở trái phép, không cho người đang ở hoặc quản lý hợp pháp chỗ ở được vào chỗ ở của họ, tự ý xâm nhập chỗ ở của người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhà, hoặc người quản lý hợp pháp. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 1 đến 5 năm, có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, phạm tội 2 lần trở lên, làm người bị xâm phạm chỗ ở tự sát, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 1 đến 5 năm.
Quốc Thắng Let's Block Ads. Oi.